Mời các bạn đến với phần tiếp theo của bộ truyện U Minh Trinh Thám của tác giả Lão Thiền Túc Thúc. Các bạn đừng quên comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh và đừng quên chia sẻ rộng rãi trên Facebook cho mọi người cùng nghe. Mỗi sự ủng hộ của các bạn là động lực vô cùng quý giá để audio chuyện mỗi ngày ra thật nhiều video hay hơn nữa và nhiều hơn nữa để gửi tới tất cả các bạn khán thính giả. Cảm ơn tất cả các bạn. Trường tiếp theo, thám hiểm. Còi cảnh sát chói tai vang lên trong sân trường ban đêm, đánh thức không ít sinh viên. Có mấy sinh viên muốn chạy ra xem nhưng đều bị thầy cô ngăn lại, chỉ đành ở yên trong phòng ngủ và không ngừng phán đoán xem điều gì xảy ra ở ngoài kia. Từ phương hướng ánh đèn loang loáng báo hiệu, liền có thể đoán được nhất định ký túc xá cũ lại xảy ra chuyện. Bởi vì buổi sáng cũng có chuyện như vậy, cho nên mọi người cũng không quá mức để ý, chỉ rối rít thảo luận về tin đồn quỷ hồn bên trong ký túc xá cũ. A Trạch ngồi dậy bên giường, nhìn ánh sáng lóe lên ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Chỉ vì phòng ngủ của các nàng cách khu ký túc xá khá xa, cho nên hai người khác trong phòng ngủ cũng không nghe được thanh âm của tiếng còi cảnh sát, vì thế mà không bị đánh thức. A Trạch, không có chuyện gì sao? Diệp Tiểu Manh không đè nén được nỗi lo lắng trong lòng, nhẹ giọng hỏi một câu. Không đâu. A Trạch cúi người xuống bên dưới nhìn Diệp Tiểu Manh rồi an ủi. Sáng nay không phải đã láo nháo một lần rồi sao? Không cần để ý đâu, ngủ đi. Diệp Tiểu Manh lắc đầu. Tôi không ngủ được. Tôi rốt cuộc cảm giác có chuyện gì đó không đúng, nhưng lại nhất thời không thể nói ra được. A Trạch nhìn Diệp Tiểu Manh cười cười rồi nói. Không có chuyện gì đâu, yên tâm ngủ đi. Bất quá chỉ là ảo giác của cô mà thôi. An tâm cô ngủ đi, đừng nên đánh thức họ như vậy. Có lẽ nhìn thấy được nụ cười của A Trạch, trong lòng của Diệp Tiểu Manh có chút yên ổn lại. Tôi không thèm nghĩ nữa là được. Thôi cô cũng ngủ đi. Nói xong nàng liền chui vào trong chăn. A Trạch nằm trên giường, trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà. Hết thảy những chuyện này đúng là không hề bình thường. Nếu như nói là buổi sáng chỉ có người giở trò đùa dai, vậy thì đêm khuya tại sao lại có chuyện như vậy chứ? Lần này có rất nhiều người trong xã đoàn cùng nhau hoạt động, không thể nào có chuyện có người dở trò đùa giỡn được. Hồi chỉ nếu chỉ đơn thuần là diễn trò, cần gì phải hai lần gọi cảnh sát tới như vậy chứ? Phải biết rằng báo án giả là tội vô cùng nghiêm trọng. A Tránh có chút hối hận hôm nay không cùng theo chạy tới ký túc xá cũ xem tình huống thế nào. Đối với ký túc xá thần bí kia, càng lúc càng cảm thấy thật hào hứng. Diệp Tiểu Manh là một giấc mộng. Mộng mơ thấy nàng đang mặc áo tắm hai mảnh khêu gợi trên bờ cát vàng rực, trên đầu ánh mặt trời ấm áp rực rỡ, bên tai truyền đến thanh âm tiếng sóng biển rì rào, xung quanh là những ánh mắt ngưỡng mộ. Diêm Tiểu Manh ưỡn ngực đầy tự tin đi tới, trên bộ ngực đầy đặn lưu lại chút hạt muối dưới ánh mặt trời lòe lòe tỏa sáng. Cách đó không xa có một thanh niên đang ngồi trên đá, không chút tương xứng với cảnh tượng bờ cát đầy nắng vàng. Tay phải cầm điếu thuốc cũng không ngậm lên miệng, chỉ lặng lặng ngồi nhìn điếu thuốc cháy tàn như vậy. Áo khoác ngoài màu xám cho, giống như chưa từng giặt qua. Mái tóc ngắn rối bời, cùng gọng kính đen vô cùng quê mùa. Này Minh Diệu, nhìn đi, rốt cuộc tôi đã có bộ ngực lớn rồi đấy nha. Diệp Tiểu Manh dùng sức vẫy vẫy tay. Minh Diệu tự hồ nghe được tiếng gọi của Diệp Tiểu Manh, chậm rãi xoay đầu lại. Diệp Tiểu Manh vô cùng cười hoảnh, ngẩng đầu rồi chậm rãi đi tới. Xảy ra đại sự rồi. Thanh âm của An Thanh không đúng lúc lại một lần nữa cắt đứt mộng đẹp của Diệp Tiểu Manh. Nàng tức giận cua lấy một chiếc ghế, chỉ hận không thể lập tức đem An Thanh vật xuống đất đánh cho một trận. Tối hôm qua trong ký túc xá đã có tai nạn chết người rồi đấy. Câu nói của An Thanh giống như một cú đánh trời giáng, khiến cho trong đầu Diệp Tiểu Manh hoàn toàn trống rỗng. Chuyện gì xảy ra vậy? Cứ ngồi xuống rồi từ từ nói đi. A Trạch cầm lấy chiếc ghế trong tay Diệp Tiểu Manh đặt xuống mặt đất, đẩy An Thanh ngồi xuống bên trên, cũng đóng luôn cửa phòng ngủ lại. Tối hôm qua đã xảy ra chuyện lớn đấy. Các cô có biết thần Hy Thanh Lam xã đoàn không? An Thanh ngồi xuống thở hổn hển nói. Biết. A Trạch ôm lấy Diệp Tiểu Manh còn đang ngồi ngẩn người trên giường. Nói tiếp đi. Thần Hy Thanh Lam là xã đoàn ngầm. Ngày hôm qua, bọn họ tổ chức một lần hoạt động. Mấy người cùng đi ký túc xá cũ thám hiểm. Kết quả lúc đi ra phát hiện không thấy hai nữ sinh,
Sau đó, người tổ chức liền mang theo mọi người quay về tìm kiếm hai nữ sinh kia. Cuối cùng bên trong nhà vệ sinh nữ ở lầu 3, chính là nhà vệ sinh nữ có chuyện ma quái đó, phát hiện hai nữ sinh bị treo cổ bên trong. Nghe nói hình dáng lúc chết cực kỳ kinh khủng. Cảnh sát đã bao vây nơi đó, hơn nữa trường học cũng đã bắt đầu phong tỏa tin tức. Đây là do tôi nghe được từ một chỗ người bạn. Ngày hôm nay hắn tham gia hoạt động của xã đoàn và tận mắt nhìn thấy. An Thành giảm thấp tiếng nói, thanh âm có chút trầm thấp, nghe có chút quỷ dị. Hóa ra hắn tận mắt nhìn thấy thi thể của hai nữ sinh kia, trợn trắng mắt, lè lưỡi thật dài, đúng như dọa chết người vậy. Diệp Tiểu Manh bưng kín lỗ tai kêu to, này đừng nói nữa. A Trành không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve lưng của Diệp Tiểu Manh, cố gắng giúp nàng an định lại. May mắn tối hôm qua tôi có việc nên không đi, bằng không thì cũng đã mất mạng rồi. An Thành vỗ ngực rồi nói, đừng nên nói lung tung, trường học không phải muốn phong tỏa tin tức sao? Cô nói lung tung cẩn thận bị xử phạt, nói cô gieo rắc tin đồn tầm bậy đấy. Bạch Huyền vẫn luôn im lặng, lúc này đã cau miệng. Cô luôn thích hỏi thăm những điều bát quái như vậy, hơn nữa mỗi lần đều nói thật khoa trương, không biết trong đó có mấy phần là thật đấy. Lần này là chuyện thực 100% luôn. An Thành nhảy dựng lên bất mãn với câu chất vấn của Bạch Huyền. Người người đều có quyền lợi được biết chân tướng. Không biết đôi khi lại là một loại hạnh phúc đấy. A Trạch nhỏ giọng thì thầm một câu, thanh âm không lớn nhưng An Thành cũng không nghe được. Tốt lắm, đến đây nên chấm dứt rồi, không nên đi truyền bá khắp nơi nữa. Bạch Huyền đứng dậy đi tới trước mặt An Thành. Đây cũng là vì muốn tốt cho cô thôi, cẩn thận vừa vào trường lại bị xử phạt lỗi nặng. Còn nữa, theo lời nói của cô thì cô cũng tham gia xã đoàn ngầm đó. Mau rút ra cho rồi, nhất định phải phủ sạch quan hệ với chuyện này, cẩn thận sẽ mang tai họa lên người đấy. An Thành nói, đúng đúng, tôi phải đi rút tên. Quá thật là kinh khủng. An Thành vội vàng đứng dậy hướng bên ngoài chạy đi. Bạch Huyền nhìn Diệp Tiểu Manh, Tiểu Manh, cô không sao chứ? Lúc này sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, thân thể không ngừng run rẩy. Không có chuyện gì đâu, một lát nữa sẽ tốt thôi. A Trạch ở bên cạnh trả lời, lá gan của Tiểu Manh rất nhỏ. Bạch Huyền lại nói với A Trạch, cô hãy an ủi cô ấy một chút đi, không có chuyện gì đâu. Bạch Huyền nói xong thu dọn bàn học, cũng đi ra khỏi phòng ngủ. A Trạch nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng của Diệp Tiểu Manh, tay trái cầm lấy tay của nàng, truyền chút linh lực đi qua, giúp Tiểu Manh ổn định tinh thần trở lại. A Trạch, hay là chúng ta gọi điện cho Minh Diệu đi. Cảm nhận được linh lực từ trên người A Trạch truyền đến, thân thể của Diệp Tiểu Manh có chút ấm áp. Minh Diệu nhất định sẽ tiêu diệt con quỷ kia. A Trạch lắc đầu, chính bản thân cô cũng không phải không cảm giác được nơi đó có quỷ hồn sao? Không nên tự hù dọa mình, có lẽ bên trong chuyện này còn có nhân tố khác. Lại nói Minh Diệu không thể nào cả đời ở bên cạnh bảo vệ cho cô, đây là cơ hội để cô tự rèn luyện chính mình. Nhưng mà Diệp Tiểu Manh muốn nói gì đó. A Trạch thấy vậy thì che miệng nàng lại, nghe lời tôi đi, tôi sẽ bảo vệ cô, chẳng lẽ cô không tin tôi sao? A Trạch nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Diệp Tiểu Manh. Diệp Tiểu Manh cảm thấy yên tâm, tôi tin tưởng cô. Cảm xúc của nàng đã dần dần ổn định lại, hỏi, thật không phải do ác quỷ quấy phá sao? A Trạch ôm bờ vai của Diệp Tiểu Manh, nhất định là không phải đâu, cô nhất định phải tin tưởng cảm giác của mình. Cảm giác của cô tới bây giờ chưa từng xảy qua sai lầm. Chuyện kế tiếp đã có cảnh sát giải quyết, chúng ta không cần xen vào. Diệp Tiểu Manh lại nhắm hai mắt lại. Mặc dù nghe lời của A Trạch, nhưng bây giờ Diệp Tiểu Manh vẫn thật hy vọng người đang an ủi nàng chính là Minh Diệu. Một buổi học trôi qua, Tiểu Manh cũng từ từ quên mất câu chuyện lúc sáng. Có thể quên mất mọi chuyện thật nhanh, xem ra lại là một ưu điểm lớn của nàng. Lúc đi qua sân trường, nàng vẫn nhìn thấy tòa ký túc xá cũ kỹ kia. Một xe cảnh sát đỗ ở nơi đó, nhưng mỗi lần đi ngang qua, A Trạch đều tìm chút đề tài khác để đánh lạc hướng suy nghĩ của Diệp Tiểu Manh. Trong phòng ngủ có thể rõ ràng nghe được tiếng hô hấp ngủ say của hai người kia. A Trạch nhẹ nhàng cầm di động bên gối đi xem một chút. Đã hơn 1 giờ sáng. A Trạch nhẹ nhàng thay quần áo rồi đi xuống giường. Từ trên giường nhảy xuống làm chiếc giường khẽ vang lên tiếng kéo cạn. Diệp Tiểu Manh bị đánh thức, thấy A Trạch nhảy xuống thì cảm thấy thật kỳ quái. A Trạch, đã trễ như vậy rồi cô lại đi đâu chứ?
Diệp Tiểu Manh mơ mơ màng màng hỏi một câu. A Trạch nhỏ giọng đáp: Không có gì, tôi đi nhà vệ sinh thôi, cô ngủ đi, tôi sẽ quay trở lại thôi. Có phải cô bị tiêu chảy không? Không có chuyện gì, ngoan, cô ngủ đi. A Trạch nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Khuya hôm nay ánh trăng rất sáng, màu bạc trải dài trên mặt đất. A Trạch đi một mình trên sân trường không có đến một bóng người. Một trận gió thổi qua, nàng cảm thấy có chút lạnh lẽo. Xuyên qua sân vận động chính là tòa ký túc xá cũ kỹ màng đầy câu chuyện ma quái. Bởi vì xảy ra án mạng, khắp bốn phía đều bị vây quanh giới tuyến. A Trạch cúi đầu chui qua cảnh giới tuyến, rồi đi tới ngay trước cửa khu ký túc xá cũ. Cửa lớn ký túc xá đã bị giấy niêm phong che lại, hơn nữa bên dưới còn dùng xích quấn quanh mấy vòng, còn treo một ổ khóa lớn nữa. Xem ra không thể vào bằng cửa chính. A Trạch tìm kiếm bốn phía xem còn đường nào khác đi vào hay không. Xuyên qua con đường nhỏ phủ đầy cỏ dại bên cạnh ký túc xá, A Trạch vòng qua sau lưng tòa nhà. Chung quanh đất trống mọc đầy cỏ dại, xa hơn là một rừng cây nhỏ tối đen, làm người ta không thể nhìn thấy rõ. A Trạch nhìn cửa sau ký túc xá một chút thì cũng bị khóa kín rồi. Mượn ánh trăng chiếu xuống, một tia loang loáng liền thu hút sự chú ý của A Trạch. Đạo tia sáng kia là từ bên cạnh một cửa sổ phía sau ký túc xá chuyển đến. A Trạch đi vào nhìn bên trong cửa sổ. Nhờ ánh trăng, mơ hồ có thể nhìn thấy đây là một phòng trực ban. Một chiếc giường xếp một bên, phía sau cửa sổ là một cái bàn, bên trên phủ đầy tro bụi. Dưới chân bàn còn có một bình trà bằng inox. Bình trà phản xạ ra ánh sáng màu xanh dưới ánh trăng. A Trạch thử lôi cửa sổ xem thế nào, tựa hồ đã bị khóa từ bên trong rồi. Xem ra phải tìm con đường khác để tiến vào thôi. Một đám mây đen che phủ ánh trăng, tầm nhìn trở nên không rõ. A Trạch thật hối hận không mang theo đèn pin lúc ra ngoài. A Trạch vừa định rời đi, đột nhiên cảm giác có chuyện gì đó không đúng, lại nhìn vào bên trong cửa sổ. Mặc dù mây đen che phủ ánh trăng, nhưng bình trà vẫn phiếm ra ánh sáng. A Trạch mơ hồ có thể thấy trên bình trà khắc đầy những phù hào kỳ quái. Phù hào này tựa hồ mình đã gặp qua ở nơi nào rồi nhỉ? A Trạch khoanh tay, trong đầu cẩn thận hồi tưởng lại. Thì đột nhiên có một bàn tay vỗ lên lưng của A Trạch. A Trạch sợ hết hồn, vội vàng tránh né về phía trước. Băng kiếm trong nháy mắt từ trong tay phải bắn ra ngoài. Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý. Thanh âm sợ hãi của Diệp Tiểu Manh từ phía sau truyền đến. Tôi không muốn hù dọa cô, chỉ là sợ nên không dám lớn tiếng gọi cô thôi. A Trạch thở ra một hơi thật sâu, trái tim lúc này cũng buông thả được một chút. Sao cô lại tới đây vậy? Tôi không yên lòng cho cô, vì thế theo cô đi ra. Kết quả phát hiện cô muốn đi vào ký túc xá này một mình. Diệp Tiểu Mai nhìn xung quanh có chút sợ hãi. Tôi không sao, cô về đi thôi, không phải cô rất sợ nơi này sao? A Trạch ôm lấy Diệp Tiểu Manh, thân thể nàng có chút phát run lên. Diệp Tiểu Manh nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm mặc dù có chút run rẩy, nhưng ngữ khí thật kiên định. Tôi không thể để một mình cô đi vào nơi mạo hiểm như vậy. Tôi muốn đi với cô, bởi vì chúng ta là bạn bè. Ừ, chúng ta là bạn bè. A Trạch ôm chặt lấy Diệp Tiểu Manh. Chương tiếp theo, không thể chết. A Trạch thử kéo cánh cửa sổ một chút. Bất ngờ một tiếng, cửa sổ lại mở ra. A Trạch nhìn Diệp Tiểu Manh vẫy vẫy tay, bảo ý nàng cùng đi tới. Kỳ quái, tại sao cửa sổ này lại có thể mở ra như vậy chứ? Diệp Tiểu Manh cầm đèn pin cẩn thận quan sát cửa sổ không được khóa kỹ. Nhìn vào có dấu vết như bị nạy cửa vậy. Hơn nữa là chuyện xảy ra không lâu, bởi vì vết nạy cửa còn rất mới. Có lẽ do sinh viên nào gan lớn rảnh rỗi làm thôi. A Trạch lấy tay nhẹ nhàng khẽ trống, thật tinh xảo nhảy lên bệ cửa sổ, từ cửa sổ chui vào ký túc xá. Này, giúp tôi một chút đi. Diệp Tiểu Manh nhảy lên nhiều lần nhưng cũng không cách nào bỏ lên được, ở bên ngoài gấp gáp dậm chân. A Trạch vươn một cánh tay kéo Diệp Tiểu Manh lôi nàng vào bên trong. Đây là một gian phòng ngủ, nơi góc tường còn có dấu vết sàng đan bị bỏ hoang. Mùi vị ẩm mốc làm Diệp Tiểu Manh nhìn không được hắt xì thật mạnh. A Trạch liền rút ra chiếc khăn tay trong túi đưa cho Diệp Tiểu Manh, bảo nàng che lại lỗ mũi. Đẩy ra cửa phòng chính là hành lang. A Trạch tay cầm đèn pin đi phía trước. Diệp Tiểu Manh dùng tay trái che kín lỗ mũi.
tay phải nắm chặt góc áo của A Trạch. Nếu cô có cảm giác đặc biệt thì nhớ nói cho tôi biết đấy, A Trạch dặn dò Diệp Tiểu Manh một câu. Diệp Tiểu Manh trịnh trọng gật đầu. Lời hữu dụng nhất của nàng chính là thể chất nhạy cảm đối với linh thể. Hai người một trước một sau đi trên hành lang. Sàn nhà bằng gỗ dẫm chân không ngừng rung động kéo kẹt. Thanh âm quanh quẩn bên trong ký túc xá hoang vắng. Diệp Tiểu Mai không biết có phải do ảo giác của mình hay không. Cảm giác thanh âm này vô cùng chói tai. Mỗi lần vang lên thì trái tim của nàng co rút thật mạnh. A Trạch, chúng ta phải đi lên lầu 3 sao? Diệp Tiểu Mai cố gắng thuyết phục mình đừng sợ, nhưng thanh âm thì vẫn run rẩy như vậy. A Trạch nói, không, vừa rồi tôi nhìn thấy một thứ đồ rất kỳ quái, tôi muốn đi xem một chút. A Trạch cầm đèn pin tìm kiếm căn phòng trực ban vừa rồi, vẻ mặt động tác lại dễ dàng tự tại như đang đi du ngoạn vậy. Đẩy cửa phòng trực ban, đầu tiên có thể nhìn thấy bình trà đặt trên bàn cạnh cửa sổ. Từ nơi này nhìn vào căn phòng, căn bản không nhìn ra có điều gì đặc biệt. Nếu không phải A Trạch phát hiện ra từ bên ngoài cửa sổ, cho dù là ai cũng sẽ không chú ý tới bình trà này. A Trạch, đây không phải là nơi tự sát của nhân viên quản lý kia sao? Diệp Tiểu Manh nắm chặt cánh tay của A Trạch, đút phía sau len lén nhìn xung quanh. A Trạch nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Tiểu Manh, ý bảo nàng không nên sợ. Đi bên cạnh cái bàn, quan sát bình trà bằng inox. Bình trà này rõ ràng có thấy mới được người nào đó đặt vào nơi này. Mặc dù có chút cho bụi phủ lên, nhưng không nhiều lắm. A Trạch dùng đèn pin chiếu vào quan sát, không có bất kỳ điều gì khác biệt so với bình trà bình thường. Nhưng một mặt bình trà hướng về cửa sổ, cho dù không cần chiếu sáng, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy được một loại phù hào thật kỳ quái, giống như đang không ngừng lóe lên ẩn hiện vậy. Diệp Tiểu Mạnh từ sau lưng A Trạch vươn đầu ra, nơm nớp lo sợ hỏi, đây là vật gì vậy? A Trạch nói, không rõ lắm, phù hào trên này tự hồ tôi đã xem qua ở đâu đó rồi, nhưng vẫn không nhớ được. Trước tiên không nên động vào vật này có chút kỳ quái đấy, để tìm hiểu rõ rồi hãy nói. A Trạch cẩn thận quan sát căn phòng, chỉ là một căn phòng cũ bình thường, không có dấu vết gì đặc biệt. Trên trần nhà dùng loại giấy cứng đóng thành trần, trần nhà vẫn còn rất nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu bị tổn hại. A Trạch đang suy nghĩ, nếu quả đúng như trong BBS đã nói, nhân viên quản lý kia tự sát nơi này, vậy hắn làm sao treo sợi dây được lên? Tiểu Mạnh, cô có cảm giác được chuyện gì kỳ quái không? A Trạch không tìm được đầu mối, đành hỏi ý nghĩ của Diệp Tiểu Manh một chút. Ôi, không nói được, tôi có chút cảm giác như bị đè nén không nói ra lời vậy, nhưng tuyệt đối không phải là cảm giác rét lạnh khi bị linh thể tiến đến gần. Diệp Tiểu Manh cũng không nói đây là loại cảm giác gì, giống như có thứ gì đó đang đặt trên ngực, khiến cho người ta hít thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. A Trạch nghe lời của Diệp Tiểu Manh thì có chút khó hiểu, trước kia cô từng có cảm giác như vậy không? Diệp Tiểu Manh lắc đầu, thực ra đây là lần đầu tiên. Thôi, bỏ đi, chúng ta lên lầu 3. Nói xong, A Trạch liền lôi kéo Diệp Tiểu Manh đi khỏi phòng trực ban. Thật phải đi sao? Diệp Tiểu Manh nghe được phải đi lên nhà vệ sinh nữ có quỷ hồn giết người thì không nhịn được phát run. Đi lên thang lầu kéo kẹt không ngừng, mây đèn che phủ ánh trăng. Hai người chỉ dựa vào cây đèn pin duy nhất trong tay, tia sáng không chiếu tới bóng tối phía trước, giống như có dòng nước xoáy vô tận đang cuồn cuộn tuôn xuống. Diệp Tiểu Manh cắn chặt hàm răng, theo sát phía sau A Trạch, bởi vì sợ hãi thân hình không ngừng run rẩy. Không cần sợ đến như vậy đâu. A Trạch quay đầu nhìn Diệp Tiểu Manh nhắm mắt đi phía sau. Cô phải tin tưởng mình chứ, nếu không cô vĩnh viễn không thể trưởng thành đâu. Diệp Tiểu Manh vẫn không mở được mắt. Nói thì nói vậy chứ trong lòng tôi vẫn sợ chứ. Tôi đã cố gắng thuyết phục mình nhưng mà nó chỉ vô dụng thôi. A Trạch cầm tay của Diệp Tiểu Manh, từ lòng bàn tay truyền đến một sự ấm áp giúp nàng dễ chịu hơn. Không cần sợ, ác quỷ bình thường còn chưa phải là đối thủ của tôi đâu. A Trạch nở nụ cười tự tin nói với Diệp Tiểu Manh. Đi lên lầu 3, Diệp Tiểu Manh cảm giác trái tim mình càng đập nhanh dữ dội. Loại cảm giác bị đè nén vẫn bồi hồi nguyên vẹn trong lòng. Chính là chỗ này. A Trạch nhắm mắt lại, điều động thần kinh toàn thân nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trong phòng vệ sinh nữ trống rỗng, có cơn gió từ bên ngoài cửa sổ bẻ tan tành thổi vào, phát ra âm thanh ô ô, giống như những tiếng quỷ hồn nức nở,
hoặc là một tiếng rên rỉ không chút cam lòng. Theo ánh sáng từ đèn pin chiếu ra, tấm gương trên vách không biết ai đánh vỡ, nứt nẻ, tràn ra khắp nơi. Căn cứ vào tình báo trên BBS mà nói, quỷ hồn kia đã giết người tại nơi này đấy. A Trạch cúi đầu, chui qua cảnh giới tuyến. Diệp Tiểu Manh đứng ngoài cửa nhà vệ sinh nữ, tựa hồ có chút do dự, nhưng cuối cùng cảm giác chỉ một người cô đơn đứng trong bóng tối bên ngoài. Cũng không bằng ở chung một chỗ với A Trạch, càng thêm có cảm giác an toàn. Diệp Tiểu Manh cũng đi qua. Đẩy ra từng vách ngăn nhà cầu, A Trạch cũng không phát hiện có chỗ nào không ổn. Phảng phất đây chỉ là một căn phòng cũ bị vứt bỏ đã lâu ngày không ai dùng tới mà thôi. A Trạch, tôi cảm giác cái đè nén trong người càng mạnh hơn nhiều rồi đấy. Diệp Tiểu Manh cảm giác có chút thở không ra hơi vừa nói như vậy. Đây thật sự là quái dị mà. A Trạch đánh giá xung quanh một chút. Trên trần nhà cũng không có xà ngang, làm sao có thể treo dây. Như vậy lời đồn đại cô gái bị treo cổ làm sao lại có chứ. Nếu như Diệp Tiểu Manh không cảm giác được có linh thể tồn tại, như vậy chuyện này rốt cục là do thứ gì? Diệp Tiểu Manh nhìn thấy đột nhiên có một bóng đen xuất hiện. Thần kinh vốn đã vô cùng căng thẳng, không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Ai vậy? A Trạch bước ra thật nhanh đi tới bên người của Diệp Tiểu Manh, đề phòng quan sát bốn phía. Cái gì? Vừa rồi mới có cái gì hiện lên? Diệp Tiểu Manh nhắm mắt lại, tay phải ôm lấy A Trạch, núp ngay sau phía của nàng. Tay trái thì chỉ hướng cửa của nhà vệ sinh nữ. A Trạch đưa đèn pin chiếu theo tay chỉ của Diệp Tiểu Manh, nhìn thấy có một con chuột bị ánh sáng làm cho kinh sợ chạy mất. Không có chuyện gì đâu, chỉ là một con chuột thôi mà. A Trạch thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vỗ lên lưng của Diệp Tiểu Manh. Diệp Tiểu Manh nơm nớp lo sợ ngẩng đầu. Mới vừa rồi nàng đúng là bị dọa không nhẹ mà. Xem ra không có kế hoạch gì đâu, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Mang theo Diệp Tiểu Manh bên cạnh, cũng có chỗ lợi mà cũng có chỗ bất lợi. A Trạch cảm giác mình còn chưa thấy được thứ gì đang dở trò thì đã bị tiếng thét sợ hãi của Diệp Tiểu Manh làm cho thần kinh biến mất rồi. Phía sau kìa. Diệp Tiểu Manh nhìn chằm chằm trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. A Trạch nhìn vào tấm gương. Sau lưng của Diệp Tiểu Manh nhìn thấy khuôn mặt của một người đàn ông. Trên gương mặt tái nhợt của hắn phiếm lên thành quan, đang cười toe toét, cầm sợi dây đã đánh xong nút buộc trong tay, giống như câu hồn sứ giả từ địa ngục tới vậy. A Trạch ôm lấy Diệp Tiểu Manh, mạnh mẽ tránh sang một bên, thuần thế xoay người, băng kiếm từ tay phải trong nháy mắt xuyên ra ngoài. Người đàn ông kia nghiêng đầu nhìn hai người cười toe toét, có thể thấy cả cao răng trong miệng của hắn. Hắn ném ra sợi dây thừng giống như có sinh mạng hướng cổ hai người bay tới. A Trạch dùng huy băng kiếm cắt thẳng sợi dây thừng đang bay qua. Một cảm giác mềm nhuyễn truyền đến, dây thừng chỉ bị băng kiếm chém vào lại đùn ra, nhưng mà không bị chặt đứt. Sao có thể như vậy được? Trong lòng A Trạch thì vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng băng kiếm dùng linh lực ngưng tụ thành nàng từng thử qua, ngay cả tấm sắt cũng có thể dễ dàng chặt đứt, nhưng lại không cắt đứt được sợi dây thừng bình thường kia sao? Người đàn ông tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, xen lẫn một chút tức giận, thu hồi dây thừng. Tay trái không biết từ nơi nào lấy ra một cây rìu chữa cháy. Lưỡi rìu trơn bóng, bén, lóa ra ngần quàng ngay dưới mặt trăng. Đi, nơi này không thi triển được rồi. A Trạch kéo tay của Diệp Tiểu Manh vẫn đang ngồi dưới đất ngẩn người, chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Người kia nghiêng đầu nhìn hai người đi ra khỏi nhà vệ sinh nữ, chậm rãi đi theo. Lưỡi rìu kéo dài trên sàn nhà phát ra tiếng ma sát làm người ta nổi da gà. Hai người chạy tới một gian phòng đóng cửa lại, kinh hồn bất định. Cô không cảm thấy được gì hết sao? A Trạch thở hổn hển hỏi Diệp Tiểu Manh. Không, tôi không cảm thấy. Diệp Tiểu Manh vội ngồi xuống đất, hoàn toàn không có cảm giác rất lạnh khi linh thể nhích tới gần. Tôi chỉ cảm giác tim đập rất nhanh thôi. Sau đó vật kia đã đứng phía sau cô rồi. Chuyện này thật là quái dị. A Trạch cũng hoàn toàn mở mịt. Băng kiếm của tôi lại không có bất kỳ hiệu lực nào. Dù hắn là quỷ hay là người, cũng không thể nào làm như vậy mới đúng chứ. Như vậy rốt cuộc là thứ gì? Diệp Tiểu Manh bỏ ra khỏi mặt đất, nhưng hai chân vẫn không ngừng run rẩy. Thanh âm kia càng lúc càng gần, hai người cảm giác trái tim trong lòng mình đều đang vọt lên đến cổ họng rồi. A Trạch kéo tay của Diệp Tiểu Manh. Cô núp ở sau lưng tôi đi. Dùng một kích toàn lực, tôi thật không tin là không làm gì được nó. Cửa gỗ yếu ớt
căn bản không chịu đựng nổi bất kỳ công kích nào của cây rìu sắc bén kia. Chỉ 2-3 lần liền bị phá khai một lỗ thủng rất lớn. Gương mặt phía Liêm Thanh Quan của tên kia từ trong lỗ thủng lộ ra ngoài, trên mặt vẫn còn hiện lên một nụ cười dữ tợn. A Trạch vận linh lực toàn thân đánh ra một kích hết sức của mình. Lôi điện thô to mà trống rỗng ngay trong nháy mắt đã đánh trúng tên kia. Hắn kêu lên một tiếng thê lương, hóa thành một làn khói đen biến mất không còn nhìn thấy. Ồ, giết chết ngươi vẫn thật là nhẹ nhàng. A Trạch cảm giác có chút thoát lực. Một kích vừa rồi đã làm nàng hao tổn toàn thân linh lực rồi. Không đúng. Diệp Tiểu Manh nhắm mắt lại, thân thể vẫn không ngừng run rẩy. Nó còn ở gần đây đấy. Cái gì? A Trạch kinh ngạc quay đầu nhìn Diệp Tiểu Manh. Cách đó không xa, một mảnh khói đen dần dần ngưng tụ, dần dần lộ ra một nụ cười dữ tợn của người đàn ông kia. Chương tiếp theo, kỳ tích xảy ra. Trốn, chỉ có thể chạy trốn không ngừng mà thôi. A Trạch kéo tay của Diệp Tiểu Manh chạy nhanh trên hành lang tối tăm. Cái đèn pin cầm tay chính là nguồn sáng duy nhất đã không biết ném đi đâu mất rồi. A Trạch, tôi chạy hết nổi rồi. Diệp Tiểu Manh thở hổn hển rồi nói, một mình cô chạy đi. A Trạch nói, không được, là tôi dẫn cô tiến vào, tôi cũng phải là người dẫn cô đi ra. Bây giờ A Trạch thật sự rất hối hận. Nàng tràn đầy tự tin tiến vào ký túc xá cũ, kết quả lòng tự tin trong nháy mắt đã bị đánh nát. A Trạch đã thử hết những phương pháp nàng có thể dùng, căn bản không thể gây tổn thương đến một sợi lông tơ của con quái vật kia. Thanh âm ma sát của chiếc rìu cùng sàn nhà vọng lại ngày càng gần. A Trạch đẩy một cửa phòng bên cạnh, lôi Diệp Tiểu Manh chui vào. Diệp Tiểu Manh vừa định phát ra âm thanh, A Trạch liền nhanh tay bịt chặt miệng của nàng lại. A Trạch tận lực đè thấp thanh âm hô hấp. Lúc này chỉ có thật tỉnh táo mới tìm được một con đường sống thôi. Tiếng bước chân nặng nề dần dần tiến tới gần. Diệp Tiểu Manh cùng A Trạch liều mạng ngừng thở, không dám phát ra một âm thanh dù là nhỏ nhất. Tiếng bước chân ngừng lại ở cửa. Vài giây đồng hồ ngắn ngủi đối với hai người mà nói không kém gì một thế kỷ. Tiếng bước chân nặng nề lần nữa lại vang lên, dần dần đi xa, cho đến khi biến mất không còn nghe thấy gì nữa. Tiếng bước chân biến mất thật lâu, A Trạch mới buông tay khỏi miệng của Diệp Tiểu Manh. Ôi, nghẹn chết tôi rồi đấy. Diệp Tiểu Manh hít một hơi thật sâu, nhưng không khí ẩm mốc làm cho nàng không ngừng ho khan. Này, nhỏ giọng thôi chứ. A Trạch lại bưng kín miệng của Diệp Tiểu Manh. Xem ra con quái vật này dựa vào thị giác cùng thính giác để tìm kiếm con mồi. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Diệp Tiểu Manh rốt cục đã ngừng ho khan, nhỏ giọng hỏi. A Trạch nói, đi ra ngoài trước. Theo tin đồn lúc trước mà xem, con quái vật này hẳn là không thể rời khỏi ký túc xá. Chỉ cần ra khỏi đây thì chúng ta sẽ an toàn rồi. Diệp Tiểu Manh nói, nhưng đây là lầu 3, chúng ta không thể từ lầu 3 trực tiếp nhảy xuống dưới đâu. Diệp Tiểu Manh ổn định lại tâm tình, bắt đầu tìm kiếm phương pháp làm thế nào để thoát đi. Phương pháp duy nhất bây giờ chính là hai người chúng ta tận lực không phát ra âm thanh, để không kinh động đến con quái vật kia, lặng lẽ đi xuống lầu thôi. A Trạch suy nghĩ một chút rồi nói, chỉ cần xuống được lầu 1 thì dễ làm rồi. Vậy cũng được, bây giờ chúng ta đi thôi. Diệp Tiểu Manh không muốn ở lại nơi này thêm một phút đồng hồ nào nữa. Sớm biết như vậy, đã nên gọi điện thoại cho Minh Diệu để hắn tới xử lý rồi. Được rồi, xem trước tình huống bên ngoài một chút đi. A Trạch nhẹ nhàng kéo cửa ra. Nhờ ánh trăng bên ngoài cửa sổ, loáng thoáng có thể thấy được cảnh tượng hành lang mờ mờ. A Trạch vừa kéo cửa ra, đập vào mi mắt đầu tiên chính là một vết kéo thật sâu của chiếc rìu trên sàn nhà. A Trạch nhìn Diệp Tiểu Manh vẫy vẫy tay. Diệp Tiểu Manh đi theo A Trạch không người nhẹ nhàng đi ra khỏi căn phòng đó. Hết thảy, mọi thứ đều quay trở về im lặng, phảng phất một màn đuổi giết kinh tâm động phách như chưa từng xảy ra vậy. Cả ký túc xá cũ cũng vô cùng yên tĩnh, khiến cho hai người hô hấp rất nhẹ nhàng, cũng vang lên nghe thấy rõ. Chỉ có vết kéo thật sâu trên sàn nhà chứng minh vừa rồi đã có thứ gì đuổi giết hai nàng. Hai người nắm tay nhau chậm rãi đi trên hành lang. Muốn tới thang lầu kia, nhất định phải đi ngang qua nhà vệ sinh nữ đẩy những câu chuyện ma quái. Cửa nhà vệ sinh nữ mở ra. Diệp Tiểu Manh cả gan nhìn thoáng qua bên trong thì hoàn toàn trống rỗng. Ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy nữa. Sau khi đã bình an vô sự đi qua nhà vệ sinh nữ, trái tim hai người suốt cuộc cũng nhẹ hơn một chút.
ít nhất bây giờ an toàn rồi. Ôi, đèn pin kìa! Diệp Tiểu Bạch nhìn thấy phía trước có ánh sáng, chính là cái đèn pin vừa rồi trong lúc vội vàng đã bị ném đi. Đèn pin vẫn lóe sáng, nằm ngay góc chờ người nhặt lên. A Trạch cảm giác sau lưng đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm. Diệp Tiểu Mai đi tới nhặt cây đèn pin. Như vậy, bây giờ người đang nắm tay nàng là ai? A Trạch không dám quay đầu lại nhìn. Nỗi sợ hãi từ xương sống lan tràn khắp toàn thân. Thân thể của nàng căn bản không hề nghe theo sự điều khiển của đại não. A Trạch, cô làm sao vậy? Diệp Tiểu Mai thấy A Trạch đứng nguyên tại chỗ bất động vô cùng. Cầm đèn pin chiếu qua, thấy được một hình ảnh làm cho nàng không cách nào quên được. Hai chân của A Trạch lúc này đã rời khỏi mặt đất, đang run rẩy lên. Trên cổ quấn một sợi dây thô to, sợi dây có chút nhuộm đen, giống như đã dính đầy máu tươi khô khốc vậy. Hai tay A Trạch dùng sức muốn né sợi dây trên cổ, nhưng không làm được cách nào. Tên kia đứng ngay sau lưng nàng, đang cười, trông dáng cười thật đắc ý. Khốn kiếp, buông A Trạch ra. Bây giờ Diệp Tiểu Manh đã quên mất cảm giác sợ hãi. An nguy của cô bạn thân đã vượt qua cảm giác sợ hãi do tên quái vật mang đến. Diệp Tiểu Manh cảm giác mái tóc của mình muốn dựng đứng lên. Nàng nhảy dựng, dùng thân thể hung hăng vọt tới chỗ tên quái vật kia. Diệp Tiểu Manh cảm giác không có bất kỳ lực cản nào, trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn và té xuống đất. Diệp Tiểu Manh cảm giác mình chưa từng vô lực đến như vậy. Cô bạn thân gặp phải nguy hiểm ngay trước mắt, nhưng nàng lại không thể giúp đỡ. Tên kia quay đầu lại, nhìn Diệp Tiểu Manh té trên mặt đất, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hắn chậm rãi vươn tay, sợi dây thừng không biết từ đâu bay ra rồi lao về phía Diệp Tiểu Manh. Diệp Tiểu Manh cảm giác toàn thân mình đều bị khống chế, không thể động đậy được. A Trạch dùng toàn bộ linh lực vừa khôi phục một chút, phát ra một đạo lôi điện. Lôi điện tinh tế đánh thẳng vào cánh tay tên quái vật kia, đánh thành một mảng khói đen. A Trạch chẳng quan tâm đại não vì thiếu dưỡng khí còn đang bị mê muội, lăn tròn tới bên cạnh của Diệp Tiểu Manh. A Trạch, cô làm sao rồi? Diệp Tiểu Manh cảm giác sự đè nén trên người biến mất rất nhiều, liền đỡ lấy A Trạch. Không có chuyện gì, không chết được đâu. A Trạch thở dốc hổn hển, đề phòng nhìn tên quái vật trước mắt. Tên quái vật lúc này nhìn vào cánh tay bị mất của mình, tựa hồ cũng có chút mê mang, cũng không tiếp tục hai người công kích nữa. Quả nhiên, mặc dù đánh hắn không chết, nhưng hắn muốn khôi phục lại cũng cần một chút thời gian. A Trạch kéo tay của Diệp Tiểu Manh, hai người chạy thật nhanh qua con quái vật kia, xông thẳng tới thang lầu. Tên quái vật kia ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, một mảnh hắc khí chậm rãi phóng mạnh về thân thể của hắn. Cánh tay biến mất lần nữa theo hắc khí ngưng kết mà thành, nhìn qua thì dường như không chút hề hấn gì vậy. Tên quái vật khôi phục hành động, vẻ mặt có chút tức giận, lại đi tìm kiếm thân ảnh của hai người. Diệp Tiểu Manh cùng A Trạch đã sớm lao xuống tầng lầu. Liên tục hai lần bị đả thương khiến tên quái vật đối với A Trạch tràn đầy tức giận, hóa thành một mảnh khói đen chui vào sàn nhà. Diệp Tiểu Manh cùng với A Trạch lao nhanh xuống thang lầu. Bây giờ đã bị phát hiện, nào cần bận tâm vấn đề phát ra âm thanh, có thể làm chỉ là bỏ chạy thật nhanh thôi. Hai người căn cứ theo trí nhớ trở lại gian phòng mình đã chui vào. A Trạch kéo mạnh cửa sổ, lại phát hiện làm sao cũng không thể kéo được, phảng phất như đã bị đóng cứng vậy. Đáng chết, làm sao lại có thể như vậy chứ? A Trạch thuận tay cua lấy chiếc ghế trên mặt đất, hung hăng đập mạnh vào cửa sổ. Sau một tiếng trầm đục vang lên, nhưng cánh cửa sổ vẫn không nhúc nhích. Có phải do chúng ta đã nhớ lầm rồi hay không? Diệp Tiểu Manh vừa thở hổn hển, vừa khẩn trương ngó ra ngoài cửa. Không sai đâu, A Trạch không ngừng dùng chiếc ghế đập mạnh vào cửa sổ. Con quái vật này muốn vây khốn chúng ta tại đây đây mà. Một cỗ khói đen từ dưới sàn nhà bốc lên, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm. Thời gian dần qua tạo thành hình dáng của một thân người. Diệp Tiểu Manh hiện tại có thể làm chính là không ngừng lui về phía sau. A Trạch giơ cao bằng ghế, đánh thẳng tới con quái vật đang dần dần hình thành. Chiếc ghế xuyên qua thân thể quái vật, lại rơi xuống trên trần nhà. Chẳng lẽ hôm nay mình phải chết ở nơi này sao? Có lẽ ngày mai Minh Diệu sẽ nhìn thấy thi thể của mình dắt trên trần nhà rồi. Cảm giác vô cùng tuyệt vọng bao lấy Diệp Tiểu Manh, khiến cho nàng không còn một chút khí lực để phản kháng. Tên quái vật lúc này vẫn cười toát miệng rộng. Hai sợi dây bao vây lấy cổ hai người càng ngày càng thu chặt lại. Diệp Tiểu Manh cảm giác không có cách nào hô hấp, trước mắt
thì hoàn toàn trống rỗng. Bỗng nhiên, một thanh âm tiếng thủy tinh vỡ tan tành vang lên bên tai. Một người mặc quần áo trắng từ cửa sổ nhào vào. Diệp Tiểu Mạnh cố gắng mở mắt, bóng người có chút quen thuộc. Người đàn ông áo trắng hét lớn một tiếng, hai tay đấm ra. Hai tay mang lên một tia lam quang kim sắc, trong nháy mắt đã đánh tên quái vật thành cỗ khói đen. Diệp Tiểu Mạnh cùng A Trạch quỳ sụp trên mặt đất ho khan không ngừng. Cảm giác tìm được đường sống từ chỗ chết đúng là không dễ chịu. Lưu lão sư ư? Diệp Tiểu Mạnh lấy lại hơi thở, nhìn rõ người trước mắt chính là Lưu Thiên Minh. Diệp Tiểu Mạnh cảm thấy việc này thật là xảy ra ngoài ý muốn. Đã nói rồi, gọi tôi là sư ca, hoặc gọi là Lưu Thiên Minh được rồi. Lưu Thiên Minh dùng tay để gọng kính viền vàng. Làm sao anh lại... Diệp Tiểu Mạnh cảm giác không biết vừa rồi có phải là do đại não của mình thiếu dưỡng khí không. Đầu óc không thể nào suy nghĩ được. Đúng là âm hồn bất tán sao? Lưu Thiên Minh thở dài một hơi, khói đen phía sau ngưng tụ, quái vật kia lại xuất hiện ngay trước mắt ba người. Lưu Thiên Minh lại lần nữa vung quyền, đem tên quái vật đánh tan thành một mảnh khói đen. Nhưng không qua được bao lâu, khói đen lại tiếp tục ngưng tụ, tựa hồ bất kỳ công kích nào đối với nó cũng không có tác dụng. Thật khó giải quyết sao? Lưu Thiên Minh dùng tay đẩy gọng kính viền vàng. Nếu đánh không chết, vậy thì rút lui thôi. Lưu Thiên Minh mỗi tay nắm lấy A Trạch cùng với Diệp Tiểu Mạnh nhấc lên, giống như xách theo hai con gà con vậy, nhảy ra ngoài cửa sổ. Từ bên ngoài vẫn nghe thấy được tiếng sống tức giận của con quái vật kia. Dưới ánh trăng, tay hắn cầm rìu, tay phải cầm theo sợi dây màu nâu, đứng bên trong ký túc xá liên tục gào thét không chút cam lòng. Các bạn vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện U Minh Trinh Thám. Nếu cảm thấy hay, các bạn đừng quên comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh và đừng quên chia sẻ rộng rãi trên Facebook cho mọi người cùng nghe. Mỗi sự ủng hộ của các bạn là động lực vô cùng quý giá để audio chuyện mỗi ngày ra thật nhiều video hay hơn nữa và nhiều hơn nữa để gửi tới tất cả các bạn khán thính giả. Cảm ơn tất cả các bạn.